Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vừa tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 97% cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước, đóng góp 45% vào GDP và 30% ngân sách nhà nước, đạt 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu, giải quyết việc làm cho 60% lao động trên cả nước. Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế không ngừng lớn mạnh và phát triển, thích ứng với xu thế của thời đại, đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028.